Xin chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Tôi là Nhật An và ngày hôm nay lại đến hàng lại lên thì Nhật An lại dẫn tất cả quý vị sẽ đến tham quan những công trình do Mark Home chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại Đạo Thành Mỹ Tho, Tiền Giang. Đây là nơi tọa lạc của công trình nhà anh Vũ Văn Vũ, là một khách hàng của Mark Home chúng tôi. Và như quý vị có thể thấy là ngay sau lưng An thì công trình đã ngày càng là hiện rõ hơn, đúng không ạ? So với lần trước thì Nhật An cũng đã dẫn tất cả quý vị đến tham quan một lần rồi. Thì lần này thấy là ngôi nhà đã bề thế và đã hiện rõ lên cái vẻ đẹp hơn lần trước rất là nhiều. Và bây giờ nhìn từ những cái nhìn đầu tiên từ căn nhà thì chúng ta có thể cảm giác được đây sẽ là một căn nhà theo trường phái gì ạ? Trường phái Tân Cổ Điển. Thì có hai trường phái cơ bản mà những ngôi nhà của Mark Home chúng tôi luôn hướng đến, một là trường phái hiện đại và hai là trường phái Tân Cổ Điển. Thì nhờ đâu mà chúng ta có thể kết luận đây sẽ là công trình theo phong cách Tân Cổ Điển? Đó chính là quý vị có thể thấy là ở những cái phần đầu tiên là phần lan can của ban công có những cái nét đặc trưng chấm phá rất là đẹp của một cái công trình mang hơi hướng là cổ điển hoài cổ một chút xíu. Bên cạnh đó là những cái ô cửa sổ hình vòm, quý vị có thấy không? Đó cũng là một cái nét đặc trưng của những công trình Tân Cổ Điển, mà đối với những công trình hiện đại thì họ sẽ không lựa chọn những cái hình ảnh như vậy. Và ngôi nhà bây giờ thì đã đến giai đoạn là quý vị có thể thấy là đã xây xong tường bao của tầng 2 rồi, bây giờ đến với cái tầng 3, tầng mái. Và trước khi mà Nhật An dẫn tất cả quý vị tiến vào bên trong để chúng ta tham quan về phân chia không gian ở bên trong như thế nào, thì có lẽ là An phải nói sơ qua về căn nhà từ phía bên ngoài. Thì ngôi nhà rất là to, với chiều ngang là 9,3m và chiều sâu là 15,8m, với tổng diện tích sử dụng mặt sàn của một tầng là rơi vào khoảng 105m², cũng khá là rộng rãi luôn. Và như quý vị có thể thấy là sau này chắc chắn là ngôi nhà sẽ là một trong những ngôi nhà phải nói là đẹp nhất vùng, bởi vì An thấy là rất là nổi bật, rất là to và rất là bề thế. Và vì sao mà Nhật An cũng như là đội những đội giám sát lưu động của Mark Home chúng tôi cứ phải là quay những công trình mà vẫn chưa hoàn thiện? Bởi vì thứ nhất là để cập nhật với tổng công ty là công trình đã đến giai đoạn nào, và đặc biệt nhất là cập nhật với tất cả quý vị để quý vị có thể nắm được là để hình thành nên một cái công trình thì không phải là ngày 1, ngày 2, mà nó sẽ qua một quá trình mà chúng ta sẽ dần dần thấy là công trình nó hoàn thiện cái vẻ đẹp nó như thế nào. Còn bây giờ thì có lẽ Nhật An sẽ dẫn tất cả quý vị sẽ tiến vào bên trong để chúng ta xem là hiện tại thì không gian phân chia ở bên trong như thế nào ha. Let's go. Và hiện tại thì An đang có mặt tại khuôn viên bên trong của nhà anh Vũ. Và khuôn viên này, sau này cái khu vực này sẽ là khu vực garage để mà đậu xe ô tô, thì em thấy cũng rất là thông thoáng và rất là rộng luôn quý vị ạ. Với đến diện tích là 18m², khá là rộng rãi. Và vì đây là khu vực sẽ là đậu xe cho nên là cái sàn nó sẽ thấp hơn so với cái sàn của nhà chính của chúng ta. Bây giờ thì em sẽ bước qua cái khu vực này. Khu vực này sau này sẽ là khu vực phòng khách, một cái khu vực luôn luôn rất quan trọng cho bất kỳ gia đình nào, đúng không ạ? Bởi vì phòng khách sẽ là nơi mà đón tiếp, cũng như là nói không ngoài, nó là nơi đại diện cho cả một ngôi nhà luôn. Bởi vì khi quý khách đến thì chúng ta chưa biết những không gian khác như thế nào, chúng ta đã phải đi qua phòng khách rồi. Cho nên phòng khách là được thiết kế độ đẹp như thế nào thì nó sẽ tượng trưng cho cả một ngôi nhà. Thì phòng khách ở đây rất là rộng quý vị ạ, đến 36m². Phải nói là một diện tích vô cùng thoải mái để có thể bày trí. Sau này ở đây sẽ có là sofa rồi tất cả những cái đồ nội thất khác, thì chắc chắn là gian phòng sẽ rất là lộng lẫy luôn. Và một điều mà khiến cho An cảm giác rất là thích thú khi mà An vào trong khuôn viên nhà của anh Vũ, đó chính là về chiều cao. Bởi vì cái sàn và cách với cái trần đó, nó rất là cao, cho nên là khi An bước vào An cảm giác rất là mát mẻ và thoải mái.
thì về sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 chiều cao sẽ là 3,9m, từ sàn tầng 2 đến sàn tầng 3 chiều cao là 3,6m, và chiều cao từ cốt 00 cho đến đỉnh đó chính là 10,8m. Phải nói là chiều cao rất là lý tưởng cho một cái ngôi nhà bề thế như vậy. Và không thể nào thiếu được trong thiết kế của Bác Hôn chúng tôi đó chính là những cái ô cửa sổ. Quý vị có thể thấy là đã chưa sẵn, và sau này chắc chắn là những cái ô cửa sổ rất là đẹp để lấy sinh khí, lấy sáng vào khu vực bên trong. Và đương nhiên không thể thiếu nữa, ở khu vực này sẽ là một cái cửa chính rất là to để mà sẽ chào đón tất cả quý vị. Và khi mà thiết kế cửa thì chúng ta phải lưu ý một cái thông số, đó chính là kích thước thông thủy, thì chúng ta phải tra bằng thước lỗ ban. Thì về những cái kích thước lỗ ban này, quý vị có thể tham khảo trên website của chúng tôi là www.thietke.com, thì chúng tôi đã có cái thước lỗ ban ở đó để chúng ta sẽ biết những cái thông số nào nó thuộc cái khung đẹp thì chúng ta sẽ lựa chọn để làm kích thước cửa của ngôi nhà của chúng ta ha. Còn bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị đi vào một xíu ở khu vực ở bên trong này. Thì nói liền với khu vực phòng khách, đây sẽ là khu vực phòng bếp ăn. Thì phòng bếp ăn của nhà anh Vũ với diện tích là 19m2, cũng khá là thoải mái để mà sau này gia đình có thể sinh hoạt. Và phòng bếp ăn nó sẽ thông với phòng khách luôn, cho nên chúng ta thấy đây là những cái đặc trưng của những cái ngôi nhà hiện nay. Bởi vì so với lúc trước thì những cái nhà bếp ấy, lúc nào nó cũng phải cách xa cái ngôi nhà chính hết, bởi vì lo ngại là ám mùi khó chịu nè, rồi củi lửa này kia. Còn bây giờ những căn bếp hiện đại thì đã có máy hút mùi, rồi đã có ví dụ là bếp từ này, bếp phòng ngoại, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng vấn đề đó ha. Và căn bếp của nhà anh Vũ sẽ lấy sinh khí là nhờ vào một cái cửa ở đây, sẽ mở ra một cái sảnh phụ ở bên này. Và những căn bếp của Mark Home chúng tôi, nếu quý vị nào tinh ý mà phát hiện, sẽ luôn thấy là đội ngũ kiến trúc sư thiết kế thì lúc nào cũng sẽ có những cái lối cửa để làm những cái lối tiếp cận khác, để mà sẽ lấy sinh khí vào không gian ở bên trong, nó tốt mặt phong thủy. Và ngay đối diện phòng bếp là ở đây sẽ có một cái phòng nhỏ nhỏ. Đây sau này sẽ là khu vực phòng ngủ của nhà anh Vũ ha, với diện tích là khoảng 13m2. Thì khu vực phòng ngủ nhỏ nhỏ ở đây, và ở đây sẽ có một cái ô cửa sổ rất là to để lấy sinh khí vào không gian bên trong. Thì cái phòng ngủ ở tầng 1 thì An nghĩ thường nó sẽ được ưu tiên dành cho, có thể là dành cho những người lớn tuổi, hoặc là cho những ai mà không có nhu cầu để mà đi lên cầu thang. Bởi vì quý vị có thể biết là nếu mà chúng ta tuổi tác đã cao thì lên cầu thang sẽ khó khăn hơn so với ví dụ là An đi, thì An sẽ thích ở trên những cái lầu ở trên. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị có những là cha mẹ ông bà mà lớn tuổi thì sẽ ưu tiên sử dụng những căn phòng ở dưới như vậy ha. Và đương nhiên một cái phần không thể nào thiếu được của bất kỳ một căn nhà nào, đó chính là về nhà vệ sinh. Thì em cũng phải nói sơ qua về nhà vệ sinh. Thì ở đây sau này ở bên này sẽ là không gian của nhà vệ sinh, và em sẽ chỉ để quý vị biết là đây là không gian vệ sinh ha. Còn ở đây sẽ là một lối cửa để mở ra cửa sau của ngôi nhà. Vậy là ngôi nhà của anh Vũ là có 3 lối tiếp cận, là một lối từ cửa chính, một lối từ cửa phụ, một lối từ cửa hậu ở phía sau. Thì một ngôi nhà có 3 lối tiếp cận như vậy là thiết kế rất là tốt mà phong thủy luôn. Và một bộ phận nữa không thể nào mà chúng ta không kể đến được, rất luôn quan trọng cho bất kỳ công trình nào, đó chính là về phần cầu thang. Và quý vị có thể thấy là những chú thợ xây đang rất là chăm chỉ để làm việc, để mà mau chóng là cho anh Vũ có thể là có một ngôi nhà thật là đẹp, đúng với mơ ước của mình ha. À, cầu thang của chúng tôi thiết kế thì thứ nhất là luôn luôn phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ nè, là nó phải luôn đẹp, và mặt công năng thì từng bậc thang về kích thước nó cũng phải đảm bảo để bước chân đi thật thoải mái. Và thứ ba, một phần rất quan trọng là về mặt phong thủy nữa, thì cầu thang sẽ được tính theo công thức là 4N+1 để tính là số bậc thang. Thì cầu thang của nhà anh Vũ đã tính rất là phù hợp, đó là từ tầng 1 lên tầng 2 là 25 bậc thang, và từ tầng 2 lên tầng 3 là 21 bậc thang. Nó rất đúng với công thức 4N+1, cho nên là thiết kế rất là tốt về phong thủy ha. Và bên cạnh đó thì cái bậc thang cuối nè không bao giờ hướng ra ngoài cửa chính, thì ở đây nó không hướng ra cửa chính là cũng rất tốt luôn, tránh được cái hiện tượng là cầu thang thoát tài, để giữ lại tài lộc cho gia chủ. Và vì hiện tại quý vị có thể thấy là
công trình đang thi công, cho nên là Nhật An chưa tiện để có thể dẫn quý vị sẽ lên tầng 2 để chúng ta tham quan. Nhưng mà chắc chắn là sau này khi công trình đã hoàn thiện rồi và tất cả mọi thứ đã đẹp hơn rất là nhiều rồi thì Nhật An sẽ phải làm một chuyến nữa để dẫn tất cả quý vị đến tham quan công trình một lần nữa ha. Vậy là Nhật An vừa dẫn quý vị tham quan một vòng công trình của nhà anh Vũ ở Tiền Giang, và quý vị cảm giác như thế nào? An thì An đang rất là háo hức bởi vì nhìn thật sự là ngôi nhà đã hoàn thiện hơn lúc trước rất là nhiều, và thật sự An rất là mong chờ ngôi nhà sẽ hoàn thiện bởi vì chắc chắn đây sẽ là một trong những công trình rất là đẹp của Bác Hôm của chúng tôi. Và nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình một công trình cũng đẹp như vậy, hoặc là có những ý tưởng thiết kế cho riêng mình, thì đừng ngần ngại hãy liên hệ Bác Hôm chúng tôi qua những cách rất quen thuộc, đó là hãy comment ngay bên dưới video này thì đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư sẽ liên hệ đến quý vị. Cách thứ hai là hãy gọi đến số hotline chạy dưới video. Và cách thứ ba là hãy truy cập website www.thietkethicongtrongoi.com thì để quý vị lựa chọn những mẫu nhà cho riêng mình. Và đừng quên nhấn like, subscribe để chúng tôi sẽ có động lực nhiều hơn nữa ha. Và bây giờ thời lượng video cũng đã đến lúc kết thúc rồi, thì Nhật An xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.